Ôi ơi, sai quá các bạn ơi. Vậy chắc đang ngủ chưa hết rồi. Hai, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Ok, thì mấy bạn của mình cũng comment nhiều quá, hỏi là sao ông gà không hỏi thăm sức khỏe anh Tấn đi. Thì em gà thấy ông bận nhiều quá, bạn xe sửa ra kia lu bu á, mình không có hỏi thăm không. Thì bữa nay mình cứ đi ngang, mình cứ nghía thấy ông ngồi ông chơi quá, này ông rảnh giỏi quá, thì tới công chuyện hôm nay các bạn. Thì nãy xíu mình nãy mình có kêu tụi béo với lại mình bạn phải chạy cái xe kia vô bạn, cái xe kia chút xíu à, gọn lắm. Cái xe đó nít chạy cũng được bạn, xe cũng nhỏ, thì xíu bạn biết mình cho anh về liền à. Bây giờ mình sẽ chổng ngủ te, mình bắt đầu ngoài thăm sức khỏe anh Tấn nha bạn, đi thôi. Nè, những thanh niên mới ăn no ngủ kỹ mới dậy nữa mà. Cái loại anh ngủ quá giờ trưa ấy. Tao đố thế nào giàu được. Nãy mới kêu tụi béo chạy xe rồi. Sao anh em, sao mà em đi chung nó đi. Đi nó theo luôn sao đi. Đâm lời gục nó giờ mà tin không? Nhỏ này. Chào các bạn. Thôi các bạn. Chào các bạn nha. Hello à. Điên à? Tao đâm mày nữa bây giờ. Đâm lúc cây nữa bây giờ. Đợi là xíu nha, đợi tao béo gầm sờ xong cái mình ra ngoài luôn nha các bạn. Tại vì nãy mình kêu đem cái xe ra, cái xe chút xíu à. Cái xe như là cỡ sân chạy vừa xe. Còn thôi là còn xe còn hơn. A few moments later. Hello các bạn nha, thì nãy giờ trong chạy đấy nửa tiếng ủng hộ bạn. Cho coi này nè. Các bạn đợi xíu nha, tôi sẽ cho bạn coi này. Sớm thì nhanh. Tôi nói bạn là cái xíu. Bạn chưa sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? 1 2 3 là xe ta bon trên những dặm đường giờ làm quê ta băng qua bao suối đèo đồi mương mà xe ta bon đã chiến trường. Gà. Rồi rồi, tự lấy nóng hẻm đi, nóng hẻm đi. Ôi, bốn một á. Anh đâu là trời. Để em quay đầu cái. Ủa sao vậy? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Nghe nói vậy là tiếp. Trời cho chết đi nè. Tại nón hay chưa? Tại cầm mấy nón rồi. Bữa nay chơi chơi lắm. Để xin tấu mấy bạn ơi. Đưa chứ mượn xe này vậy. Thôi chạy xe đi uống cà phê đi. Anh chạy đi. Uống cà phê hả? Ngày chúng ta muốn uống cà phê chúng định. Tới đâu đáng nhìn. Lên xe nè. Lên xe đi. Phật ơi mà thôi. Lên đi. Chưa lên chưa nha. Chưa lên nha. Bắt đầu ra tàu quay xử đứng nha bạn. Ngồi xuống, ngồi với em, ngồi với em, ngồi với em. Đi bạn ơi. Gãy spell vô. Đi anh đó. Cái gì vậy? Gọi anh lên ga bốc đầu là phóng nhanh xe anh có hai đèn bánh đèn là sáng lên tình cờ gặp công mẹ chết mẹ rồi thấy chưa ôi vui quá em ơi gặp công eo. Không ra đi chạy Cái
Đậu bên trái, đậu bên trái, đậu bên trái, đậu bên trái. Hả, xe gì chạy đạp xuống trái nồi nồi trời. Xuống 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 xe, xuống xe, xuống xe. Anh ông Dũng đi đi. Tạm lại đi. Được rồi, để tạm dùng con ngon đi. Tạm ngon. Mấy bạn ơi, lần đầu mấy lần mấy con gà tôi tập dữ lắm luôn. Thời sới này sao đấy. Ok ok ok. Chúng đi đêm nội. Mấy gai em. Ok em. Em vào trước được không? Nếu anh ngồi được rồi thì vô ngồi. Đứng xe, đứng xe mình chết nè, đứng xe đi ra lui tới lui luôn. Làm ơi. Gì gì? Tháo cửa hả? Tháo cửa hả? Tháo cửa rồi còn chạm vô lấy gì đóng lại. Đưa lại trời. Tắt máy, tắt máy xuống xe. Cái gì vậy, cái gì, cái gì? Bán nhát hả? Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay lãnh đạo công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết sau nhiều ngày mật phục theo dõi, đơn vị này đã triệt phá chuyên án trộm cắp tài sản, bắt quả tang đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm khiến cho nhiều hộ dân trên địa bàn quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội lo lắng suốt thời gian dài. Không chỉ nhà dân mà nhiều cơ quan, trường học cũng đã bị đối tượng này đột nhập trộm cắp tài sản, dù có hệ thống camera an ninh và bảo vệ trông coi. Lấy mấy cái lon gì đó anh? Bán cho hết. Dạ. Cái gì đây? Ê, khiên cái máy đồng hơi lên luôn. Thôi lấy vòng, thôi lấy vòng. Đậu giấy đẻ bấm đi. Không nên trộm cắp. Trộm cắp là do lòng tham lam, ham muốn sống được thảnh thơi an nhàn, có nhiều của cải tài sản và được ăn ngon mặc đẹp mà chẳng cần phải làm lụng vất vả như bao nhiêu người khác. Ăn trộm thì không được. Chú béo đi đâu hả? Đi tiểu hả? Ăn trộm mà có đi tiểu. Ăn trộm mà còn đi tiểu. Cái gì nữa trời? Ok, để bác đặng nó về để bác anh đường luôn kìa. Trời có tội quá. Chưa? Hết chưa? Ê, anh lấy cái ra kìa. Đâu? Đi ra nè. Nè. Lấy cái này nè. Ê, cái này hơi lấy tủ đồ hậu ổng đi. Mà cái này cũng tha nữa hả? Phải luôn anh. Ai có ly cà phê kìa uống. Điên à? Uống đẻ, uống đẻ, uống đẻ. Tôi năm nay gần 45 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào giống như cái thằng này. Cảm này ngoái ơi.
Mày ngoài làm gì? Lấy luôn. Xe hết nhá, không hết, cầm đường. Mình đi. Mình đồ ăn hả? Cái đậm quá. Vợ không có đi qua nha. Khó khó khó. Chết mày, mày chết mày rồi. Mệt bao, tụi béo. Cứu lại em xong, chạy đi. Ai tại ông nói quà tao, chạy đâu về. Nó đang ở chợ. Đi, đi nào. Bỏ không bỏ thiệt. Em muốn chở đi bán đồ giùm mà. Bán gì mà bán. Anh nói cái này bao nhiêu lần mà mày bán cái gì. Không, không, bỏ đi xuống đi, bỏ đi xuống đi. Mày vô là tao thấy quả đứng rồi. Mình mất tay cái em. Bỏ xuống đi, bỏ xuống đi. Đây nè. Ai mua đồng nát đi hoặc tivi nồi đồng nhôm vé chai. Em đi từ Lam sang Trần Duy Hưng lại phòng lên Tây Sơn. Đi khắp đường phố xem là nhà ai có sắt nhôm gì không. Là em sẽ đến mua liền ngay. Bây giờ mình lấy cái tấm bảng này, lấy tấm bảng em ơi. Mày cứ em lấy đi mày nghèo. Rồi em lấy. Chọn kiếm. Lại đi, ông xưa kìa, lại đi. Mày điên lắm. Không đừng có làm hết tấm này. Mặt em đánh giả gì. Ông nói quá đứng vậy anh. Đậu đi. Rồi miễn phí đây là lấy nè. Được không? Chị đặng chút, chị đặng chút. Cái này đó. Dừng ngay, dừng xe. Dừng xe. Cưng lên chỉnh này cho. Bà không mong ông Tuấn rồi. Dừng xe. Lên xe luôn. Bà tới đậu xe mà. Lên xe. Lên Camera 24 giờ trưa nay sẽ phản ánh đến quý vị một tình huống giao thông nguy hiểm vừa ghi nhận tại tỉnh Bình Dương. Người phụ nữ đi xe máy vì cố tình vượt đèn đỏ đã va chạm, tông lật xe ba gác khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Nào bán lên đầu đi chạy. Đừng ai à, đừng ai trúng xe ta nè, dở lên nè. Bị nhớ miễn phí không? Bật gió miễn phí đây. Một bình 500 ngàn, không bớt. Mỗi lần mua làm khó. Mà chạy nào cũng mang lăn quẹo ta luôn đi béo. Trời cao có biết bao nhiêu vì sao. Rồi không tỉnh táo ta lại cứ lao. Làm ta rơi xuống nơi tận cùng là cái xóm gọi là Long Cơm. Rất đau đầu. Trời ơi cái xóm sao bao người ta. Người là người hết với bao người già. Và khi kẻ sống trong mơ về một quá khứ. Ồ phiền lắm chứ. Xóm ta là một cái xóm lom còn. Tôi năm nay gần 45 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào giống như cái thằng này. Nhìn cái mặt của nó là thôi thua. Nó mà phải con cái nhà tôi đánh nó chết mẹ anh. Ai đi chơi mà mất nết vậy? Bỏ rớt con nè mấy má ơi. Con mấy má con giữ nè mấy má ơi. Ai làm rớt con giữa đường nè. Ấy đâu được bộ đội vậy? Trời ơi, cô vợ của ổng rồi. Mà
xuống xuống nhẹ cái nó bay xuống rồi. Anh Duy ơi, bán đồ anh Duy ơi, có nhiều lắm nè, chai thuốc đồng bọn đâu nè, bán kiếm nhiều vậy anh Vinh. Khác nè, ai dạy mày ăn bận như thế này hả cô? Tao ăn gỗ hả? Còn gì nữa đâu mà khóc với sao? Em đây đây. Ê Minh ơi, chú xíu mình gấp cái này lại đi. Gấp gấp này lại cho gọn đi. Ba chỗ gọi đi, hỏi. Ai cái đường chạy đó. Không sao em dịnh rồi. Anh chạy là mất hết. Sao có mua không? Vừa đó. Kệ ổng ra tới rồi kìa. Coi coi được gì mua. Bữa nay ông mua anh cũng phải mua nên dịch. Lộn tiệm rồi. Hàng quý hiếu mà. Dạ có không đèn á. Không đèn em bán á. Bán mày luôn này mua không? Dạ. Thôi không. Coi phải 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 nhà không? Coi phải phải nhà không? Đâu. Kệ có ai bán đồ ngủ qua đó ngồi nghỉ mệt không? Bữa nay béo nó chờ nguyên chiếc xe lỡ nó ủi lên đầu lên luôn. Vậy đó hả? Vô nghỉ mệt đi anh em ơi, vô nghỉ mệt đi. Cậy ổng đi. Lấy được sao tấn lụ quá. Rồi tháo ra đi chờ. Thôi đi, nguyên xe nó như tiền mấy đi. Bây giờ nè, ông muốn chạy về, ông chạy về. Ông chạy được. Không phải tự chạy về. Ông chạy được đó. Ông chạy được đó. Mở dây ra, tao chạy về. Thôi ông chạy được không? Mở dây Minh, mở dây Minh. Mở dây trong chạy về Minh. Đi ra, kiếm cái động lại. Gặp lại. Dẫn cái này nè, dẫn cái này xếp là được. Anh nhìn. Ai coi chừng nó quay coi có cái vũ khí không? Đừng nghe anh. Tao là ai? Đúng rồi đấy. Không, mình tại sao lại ở tình cảnh như thế này? Không. Anh chạy về đi. Rồi chạy về đi anh. Tìm giỏng đâu mày? Đem giỏng nhà ông Vinh ngủ, giác em cố nội không? Ừ, để chúng ba cái đồ quỷ này. Không. Ê. Trời ơi, cái lên xe. Lên xe. Lên xe. Rớt gì kìa. Mấy bạn ơi, hết bạo luôn, mấy bạn chạy về đâu rớt gì đâu, còn sao. Lên anh. Lên anh. Chạy quẹo tao. Chưa nha. Lên đây đi. Rồi. Lên đây nè. Thôi tôi bé mệt đó là chạy nổi không? Lên, lên, kéo lên, kéo lên. Thật lên. Thôi, từ từ. Biết chạy không đó? Anh chạy trong nhà này đổ đây. Còn sáng đâu chạy? Thôi không biết chạy rồi. Được không biết chạy. Là chờ dưới nhà đó kìa. Thánh thằng nó là chờ. Con chú lẹo đi. Chờ gà 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 gà. Gà 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 gà. Thôi dạy đuôi không? Dạy đuôi không? Dạy dạy. Thôi dạy đi. Đúng rồi, đúng rồi. Chạy ra dạy ông chơi mình hết hồn chứ. Trời ơi là chờ ngày xưa chạy ba gác còn được đó mà. Thôi người kia sai lầm rồi. Dẹp vô cái đó. Dẹp vô. Bây giờ quay để cho dẹp ra đi con trời. Ta mới vô đây. Vô là người ta chạy luôn rồi, mỗi ngày đọc hết. Cái ông què. Vậy đi. Bạn nhớ cái gì? Chạy. Bạn nhớ không? Có giờ nhớ cho mấy nhỏ kìa. Nhớ giảm giá chú. Mua nhớ không chú? Không mua nhớ hả chú? Chú mua nhớ con bán cho giảm giá cho. Nè nó cộ của tao nè mày thấy không? Mày thấy chưa? Tui bán giùm cho ông còn đòi gì em tính. Cái con mẹ à, mặc áo xả ngực đó, xả da lưng đó, nãy đựng mẹ chút xíu à. Mày dậy hả? Ờ, mày dậy thì ghê chứ. Uống gì?
Đó, thấy không? Nhìn kìa. Ta xin cho tao đâu dễ chạy thôi. Còn cái gì không? Còn giống chơi kìa em. Nó dẹp, nó quậy đi vô dẹp nè. Tại bạn suối không đó. Ê ơi. Ê ơi. Ê ơi. Ê ơi. Đây cái tủ dầu đi. Xong chưa dạ? Dạ dạ dạ. Hay. Dạ. Dạ. Xong chưa xong chưa xong chưa. Dạ. Cả cái đầm ra. Cả cái đầm ra. Dạ. Dạ. Bữa nay mình chịu thua đi. Bữa nay mình. Ai. Đâu mà xanh được cái. Nói nhà lớn như mét nè. Nói với ổng cái đầm nhiều tiền lấy chạy về chứ mở ra ổng cười cảm kịp. Đầm nhiêu tiền? Cái đầm đó ra bỏ hẩm mới mua của người ta 2000 đó. Thôi đi về trước. 2000 đô anh. Đi về tôi báo. 2000 về đó. Trả hơn 5000 luôn. Hết chưa rồi. Rồi vô nhà nghỉ ngơi đi. Rồi nhà nghỉ ngơi đi. Ủa cái này là gì vậy? Hả? Đọc Ben hả? Quen đi gan xe hơ. Rồi thắng. Anh thắng. Kìa ông qua ông thử kìa. Ông đứng đó ông nói gì vậy? Kìa ông qua ông thử kìa. Đó. Cắt cái đầm. Đầu đàn đó. Trời ơi. Chùm túi đó hả? Ê, bỏ bỏ đi, bỏ đi. Rách chỗ nào mà chỉ được ai. Xong, xong, xong. Mà xong. Buông ra. Rồi che nó, dính lại, dính lại. Dính lại. Đây là gạo bóng đỏ nha. Xe, tôi bán. Bóng hoa lá. Thôi, chị sửa cái là. Sửa che rồi. Cà mày cà. Có ai như con bóng này không? Thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây các bạn. Các bạn thấy cái trò cho mà ông Cảnh này ơi, ông Tấn này bữa nay thấy sao bạn thấy gì chật thúc mạ luôn giờ. Mệt lắm. Mình kết thúc video đây, các bạn thấy video thì like, share, comment cho ba kênh của mình nha. Bốn kênh nha, bye bye.